Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn điện công nghiệp Himelo. Công ty trách nhiệm hữu hạn điện công nghiệp Himelo là đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm cầu chì ống trung thế từ 7,2 kV đến 40.5 kV. Hôm nay chúng tôi sẽ review quý vị một cái sản phẩm về giá đỡ cầu chì ống trung thế cũng như cầu chì ống trung thế. Đây là loại cầu chì ống trung thế 7,2 kV này. Chiều dài thân chì là 292 mm này. Đấy, và đây là cái giá đỡ đi kèm theo nó. Đấy, thì tùy theo cái chiều dài của ống chì, chiều dài của loại chì đấy, mình sẽ làm cái giá đỡ cho nó phù hợp thôi. Thì đây, như đây là mình đang làm cái giá đỡ cầu chì cho cái chì 7,2 kV, chiều dài thân chì là 292 mm, tổng chiều dài là 360 mm. Đấy, thì giá đỡ của nó như vậy, nó sẽ có bao gồm một cái phần bê này đỡ này. Đấy, sứ đỡ mình phải dùng sứ epoxy, dạng sứ epoxy kẹp chì ống chì. Đấy là vị trí bắt hai đầu để bắt các vào re và các vào và các giá tải. Thì cái dòng cái giá đỡ chì này thì nó cũng khá đơn giản thôi, nhìn đơn giản nhưng rất chắc chắn, nhìn rất chắc chắn và rất đẹp. Thì ra với cái loại cầu chì này thì dùng cái này thì nó cũng với cái, nếu mà cầu chì ống cũng thế mà dùng với cái giá đỡ chì này thì nó cũng không cần loại cầu chì hạt nổ. Đây là cầu chì hạt nổ có striker, nó chỉ dùng cho trường hợp mà mình có cái cơ cấu tác động để mà tác động vào ngắt cầu dao hay thiết bị gì đó thôi. Còn đây là mình dùng không ứng dụng đến cái chức năng hạt nổ này của nó. Tuy nhiên là cái mục đích sử dụng của mình nó không cần dùng đến thôi, còn nó vẫn dùng bình thường. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị các bạn thấy hay, vui lòng là like và subscribe để theo dõi các video tiếp theo của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị các bạn.